xin chào cả lớp. Và tiếp theo phần hướng dẫn hôm nay thì đây là thông tin của Trần Khánh để các bạn có thể liên lạc với Trần Khánh nha. Website, email, số điện thoại và địa chỉ. Ok, các bạn liên lạc để có thể mua sách về tự học ở nhà, hay là các bạn có thể đăng ký học online nếu các bạn ở xa để học trực tiếp, trao đổi mua bán, sửa chữa nhạc cụ, xăm lơ, mọi thứ nha. Ok rồi. Bây giờ ở bài này thì Trần Khánh xuống dẫn các bạn nghe cái nhịp nghe cái tiết tấu của một cái loại nhịp rất là quen thuộc, đó là nhịp 4/4 và điệu quen thuộc là điệu bolero rumba. Gần đây thì các bạn thông thường các bạn thấy là rumba bolero thực chất là nó chỉ là một thôi, nhưng mà nó khác nhau tí xíu trong một cái tiết tấu, cho nên là người ta có thể dùng bolero đánh cho những cái bài rumba, và ngược lại những cái bài rumba người ta có thể đánh cho những điệu bolero đều được ha. Cái điệu bolero thường thường cái tempo với bolero nó chậm hơn cái rumba một tí. Thông thường bolero nó khoảng nằm khoảng từng mình nói trong khoảng đó ha, khoảng tầng 80 đến 85. Còn nếu mà rumba thì tempo nó khoảng 90 ngoài các bạn. Đó, thì thông thường vậy. Thì sau khi mà người ta hạ cái rumba, cái tempo của rumba thấp xuống tí xíu là nó giống như cái tempo của bolero, thì người ta sẽ đánh thay cái điệu bolero bằng cái điệu rumba luôn, nó giống nhau luôn ha. Tiết tấu nó cũng vậy thôi các bạn. Bùm tơ rách chất bùm chất bùm chất bùm tơ rách chất bùm chất bùm chất bùm. Thì nhưng mà ở cái điệu bolero các bạn đặc biệt các bạn nó phân biệt với cái rumba là cái chỗ như này. Bùm tơ rách chất bùm chất tùm tùm bùm tơ rách chất bùm chất tùm tùm. Thì cái phần cuối nó cái chỗ mà cái tiết tấu mà cho bốn tà nó tùm tùm, nó cái tiết tấu chỗ đó nó rất là rõ. Đó là sự khác nhau giữa bolero và rumba là chỗ đó. Rumba nó như này. Bùm tơ rách chất bùm chất bùm chất bùm tơ rách chất bùm chất bùm chất bùm tơ rách chất bùm chất bùm chất bùm. À, còn bolero nó như bùm tơ rách chất bùm chất tùm tùm bùm tơ rách chất bùm chất tùm tùm bùm. Đó, thì nó khác nhau cái chỗ đó tí xíu vậy thôi chứ không có gì nhiều. Rồi, cái điều quan trọng là mỗi người có cái sự gọi là cảm thụ về cái chất trong cái tiết tấu. Đương nhiên là nó sẽ có nhiều cái yếu tố khác nhau nữa trong đó, nhưng mà không quan trọng, nhưng mà cái rõ rệt nhất mà chúng ta nghe được như vậy đó. Rồi như vậy. Rồi bây giờ các bạn nghe tập nghe cho mình cái nhịp 4/4 của bolero rumba như thế nào. Các bạn phải nghe được nhịp để chúng ta tập nhịp cho nó đúng, bởi vì rất như là nhiều bạn khi mà học nhạc á, chúng ta đều bị sai cái nhịp đó. Bây giờ quan trọng là sai là do là chúng ta không nghe được cái chỗ đó phách nào. Ví dụ người ta đang muốn chùi đó vô phách 2 đi, mà chúng ta không nghe được cái nhịp cái phách 2 nó nào, là cái tiếng nào nghe vô phách 2. Thì ở video này Trần Khánh hướng dẫn các bạn chi tiết cái này ha. Để mà chú ý nha. Mình chọn ở đây một điệu bolero rumba bất kỳ nha. Quan trọng mình nghe được cái bốn phách nó là mình sẽ thành công thôi, rồi xong mình nghe không được thôi. Các bạn nghe trước ha. Ở tempo đây mình sẽ chọn cho bạn gọi là tempo là 80, các bạn thử nghe trước ha. Mình chỉ nghe cái tiếng trống thôi, mình chưa có bỏ gì hết. Đây tiếng trống của điệu rumba. Rồi, đầu tiên bạn nghe tổng quát đi ha. Dạ. Thì trong đây nó sẽ có một cái bụp, các bạn lưu ý nha. Trong đây nó sẽ có một cái bụp thiệt là lớn. Chỉ có một cái bực, trong đó có một cái bực thiệt là lớn thôi. Bực, 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 bực. Rõ ràng cuối cùng là chúng ta nhận biết được là chỉ có một cái bực lớn đó, một cái bực ngay chỗ đó thôi là chính là phách 1. Ok nè. Rõ ràng chúng ta nghe có một cái chỗ cái bụp và một cái chỗ bụp bụp. Rồi các bạn lưu ý cho mình nha. Cái bụp riêng chỉ có một cái bụp đó thôi, nó chính là phách 1. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn nghe rõ được cái bụp bụp nữa đúng không? Bụp bụp nó chính là cái chỗ tiết tấu, đó chính là tà 3, ngay chỗ phách 3 đó các bạn. Cái bụp bụp, cái bụp thứ hai của hai cái chỗ đó, hai cái bụp bụp á, thì cái bụp thứ hai nó chính là ngay chỗ phách 3. Các bạn lưu ý nha. Tập quen nghe từ từ thôi.
không phải tự nhiên nghe ra được bốn phát được, một hai ba bốn không nghe được liền. Các bạn ban đầu tập chúng ta nghe nhịp rất là khó. Rồi các bạn, rõ ràng ha, cái bập đầu tiên chính là phách 1. Bạn lưu ý kiểu nào không cần biết, nhưng mà phách 1 chúng ta phải nghe được, vì đó là chính là ngay phách mạnh. Phách mạnh người ta gọi là ngay cái nhịp đó các bạn. Nếu mà chúng ta đờn sai, sai xuống câu, thường thường xuống câu lắm. Cái kiểu nào mà thường thường người ta dứt câu cũng đều ngay phách 1, tức là gọi người ta ngay cái nhịp ha. Cái phách xác định được cái 1 thì chúng ta mới xác định được những phách còn lại. Và nếu cái phách 1 chúng ta xác định sai, chúng ta khác kéo theo sai theo. Rồi tiếp tục cái phách 3 thì bập bập, cái tiết tấu này là bập 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 đó. Thì cái bập bập á, cái bập sao là cái bập ngay phách 3 rồi, chúng ta xác định hai cái rồi đúng không, tà 3 rồi. Rồi còn cái bập bập á, cái bập trước của cái bập hai cái bập 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 thì cái bập đó chính là ngay tà, nó ngay giữa thôi, giữa hai ba thôi, chứ nó không phải ngay hai luôn, mà nó cũng không phải ngay ba. Cái ba là cái bập sau rồi. Ok rồi, bây giờ nè, bây giờ chúng ta xác định được cái phách 2 và phách 4 nữa. Ok nha, ráng nghe nè. Các bạn nghe có cái tắc không? Tắc bập. Rồi nè, tắc bập bập. Rồi các bạn nghe bập tắc bập bập. Rồi ha, lại nghe bập tắc bập bập. Được chưa? Bập tắc bập bập, đúng không? Bập tắc bập bập. Rồi cái tắc đó chính là phách 2. 1 2 3, 1 2 3, bập tắc bập bập. 1 2 tà 3, 1 2 tà 3. Đó, 1 2 tà 3, quan trọng nghe được cái tắc là phách 2. 1 tắc bập bập. Lại 1 tắc bập bập, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Được chưa? Rồi việc còn lại xác định ngay cái giữa cái 1 3, cái tắc này nữa đó là cái phách 2 rồi. Bây giờ chỉ còn lại phách 4 thôi. Rồi quên nghe, bạn nghe nè. 1 2 3, tắc sao ngay chỗ phách 4 nó có tức như đó, nhỏ nhỏ kệ nó, quan trọng bằng ngay cái tóc cho nó nhỏ giống như ngay chỗ phách 2 là chính là phách 4. Được chưa? Thì rõ ràng 1 2 3 4 thì cái 1 cái 3 nó sẽ mạnh ha, bập bập. Cái 1 cái 3 là nó cái tiếng bập, còn cái tóc là nó nằm ngay phách 2 và phách 4. Vậy thôi chứ rất là nhẹ mà. Nhưng mà do là các bạn nghe nhịp yếu á thì mình nghe cái tiếp là 1 2 3, tắc 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Rồi đây là tổng thể là chúng ta nghe được 4 phách. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 nghe rồi. Rồi bây giờ á, với một cái bài hát thì bắt đầu chúng ta sẽ vô ngay chỗ phách nào. Thì các bạn hay thắc mắc, các bạn hỏi mình đó là thường thường là chúng ta vô ngay phách nào. Không phải là mà vô phách nào, mà mỗi bài nó có vô chỗ khác nhau. Mà thông thường cuối câu đánh, thường thường cuối câu của cái câu đầu tiên á thì nó sẽ rơi vô cái phách 1. Ví dụ như con đường xưa em đi thì cái chữ đi nó ngay phách 1 đi. Đó, thì bây giờ thử trường hợp cái này nó vô cái nào. 2 xưa em đi, rồi chữ con nó lại, bài này nó nằm rơi ngay chỗ giữa 2 3, con đường nằm ngay 3, con đường xưa em đi đó, con đường 1 2, con 3 1 đó, con đường nằm ngay phách 3 nha, 1 2, con đường xưa em 1 đó. Trường hợp bài này nó nằm giữa 2 3. Ví dụ cái bài khác, ví dụ sơ sơ cũng mộng bản đâu, thôi nghe tiếng tấu như thế. 1 2, xây giấc mộng bản đầu. Rồi cái bài này xây giấc nó cũng ngay phách 3 luôn, chữ giấc ngay phách 3, chữ xây nó nằm giữa 2 3. 1 2, xây giấc mộng bản đầu. Rồi thấy chưa? Rồi các bạn thấy một điều là gì? Rồi ví dụ mình lấy bài khác, có nghĩa hai bài đó trùng nhau lại, nó cái câu cái chữ đầu tiên nó nằm giữa 2 và 3, đúng không? Rồi quan trọng ngay chỗ đó, quan trọng cuối câu rất vô thanh 1. Như mình bài khác đây ha. Hãy
đường này tân 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 tân. Rồi với cái bài này thì 1 2 tân tân tân. Rồi bài này nó vô ngay phách 3. 1 2 đó, nó vô ngay phách 3, nó khác rồi đúng không? Tức là mỗi bài nó có một cái vô đầu tiên khác, nhưng mà cuối câu nó là vô ngay phách 1 nha. 1 2 3 và mình sẽ bài này mình sẽ chơi ngay 3 nha. 1 2 tân tân tân. Rồi chưa, bài này cái nốt đầu, cái nốt đầu tiên nó rơi ngay phách 3 chứ nó không phải là giữa 2 3 như hồi nãy nữa. Rồi ví dụ một bài khác nha. Rồi bài này 1 2 mùa mưa lần trước. Rồi chữ mùa nốt đầu tiên nằm ngay phách 3. 1 2 mùa mưa lần trước ngay phách 1 chưa. 1 2 mùa mưa lần trước. Rồi 1 2 nè, 3 ngay phách 3 vô ngay phách 3 nha. 1 2 mùa mưa lần trước anh về đây nghe thăm con. Rồi đó. Rồi bài khác ví dụ. Thì cái nốt đầu tiên nó giữa phách 2 phách 3, rồi cái nốt thứ hai nó nằm ngay phách 3. 1 2 từ từ đó, ngay phách 3 ha. Rồi tức là mỗi bài nó có một cái vô khác nhau, mà thông thường các bạn lưu ý, các bạn thường thường nha, thường thường các bạn lưu ý nó hay tập trung vô là ngay chỗ phách 2, giữa phách 2 phách 3 và ngay phách 3, thông thường thôi chứ mỗi bài nó kiểu khác. Thông thường những bài điệu bolero rumba nó rơi vô ngay chỗ phách 2 hoặc giữa phách 2 bắt qua phách 3 hoặc ngay phách 3, thông thường là như vậy ha. À, ví dụ nhớ ví dụ bài tình này một chút trên nha ha. 2 tương rồi 1 2 nhớ mùa ngay phách 3 ha. 1 2 nhớ mùa thì cái chữ nhớ nó giữa 2 3 được chưa. 1 2 nhớ mùa chôm chôm chín dạ đó như vậy. 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. 20 năm qua. Rồi cái bài này nó nằm ngay phách 3. 1 2 2 rồi nó nằm ngay phách 3 nha. 1 2 20 năm qua rồi nha. 1 2 3 chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn tập những cái bài hát là ở nhịp cái điệu bolero và cái nhịp 4/4. Và như hồi nãy mình nói là thường thường vô ngay cái phách 2, có những cái chỗ vô phách 2 giữa 2/3 và ngay phách 3. Ví dụ mình tìm nghe cái bài ngay phải phách 2, ví dụ như cái bài này đi. Cái bài rồi Hoa Trinh Nữ nha. Hoa Trinh Nữ các bạn nghe thử nha, nó vô ngay phách 2 nè. 1 2 3 4 1 2 vô ngay 2 nha, thử nha. 1 qua mồn rừng qua được chưa. 1 qua rừng qua
coi như là 1 2 3 4 nha. Rồi bắt đầu nè. 1 2 3 4. 1 qua mòn sinh hoan. Được chưa các bạn? Đó là cái bài đó. Thông thường tại ít có gọi là ít có bài rơi vô ngang lắm. Bắt đầu từ phách 1 ở cái điều thể loại này lắm, ít lắm. À, thường thường nằm ngay 2, ngay giữa 2 3 bài, ngay 3 ha. Rồi. Qua mòn. Rồi bây giờ các việc công việc của các bạn bây giờ là các bạn tập nghe nhịp ha, rồi thử lấy một vài bài vô rồi chúng ta đặt vô thì từ từ rồi chúng ta sẽ quen ha. Các bạn nếu không biết nó nằm ngay chỗ cái bài mà nó rơi vô ngay phách nào á thì chúng ta cứ làm sao mà các bạn đưa nó về cái nốt cuối câu, về cái nốt giai điệu câu đầu tiên á, nó cuối vô ngay phách mạnh thì chúng ta canh sao mà cho vô cái cho nó giai điệu nó phù hợp để chúng ta tập từ từ nó sẽ được cái nhịp thôi. Quan trọng chúng ta nghe được 4 phách 1 2 3 4 là ok, chúng ta sẽ đợi được thôi. Còn các bạn nếu nghe nhịp chúng ta nghe không rõ, không biết chỗ nào phách nào vô chỗ nào nghe không được cái phách thì hơi căng. Nhưng khi bạn nghe được 4 phách rồi bạn phải nghe luôn cái giữa nha. Ví dụ nè, 1 2 3 4, 1 2 3 4, rồi các bạn phải nghe được cái tà nè. 1 tà 2 tà 3 tà 4 tà 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3. Tức là ngay cái giữa là cái và ha. 1 và 2 và 3 và 4 và 1, nghe luôn cái và. Tại vì có nhiều cái bài nó vô cái nốt á, nó không có rơi ngay chỗ 1 2 3 4 mà nó rơi ngay chỗ cái giữa và để nó cho chúng ta tính tiếp theo. Nhưng mà thường căn bản các bạn nghe được 1 4 phát 1 3 4 sau đó chúng ta mới nghe suy ra được cái bài. Ok nha. Rồi. Video chúng ta kết thúc tại đây nha. Khá là dài nhưng mà các bạn phải cố gắng phải tập hướng dẫn rất chi tiết các bạn nha. Nếu mà cái nhịp này chúng ta làm được là coi như là các bạn không tập được á, có nghĩa là môn này chúng ta phải không có khiếu về nhịp là không đạt được đâu nha các bạn. Rồi cố gắng nha. Rồi ok. Bye bye cả lớp, chúc cả lớp sức khỏe. Yeah.